Chào mừng mọi người quay lại kênh Kim Chi TV trong hành trình khám phá tại đảo Nam Mi Som mọi người ơi. Chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi video của nhà mình. Thì bây giờ mình đang ở đảo Nam Mi Som và mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết là có những cái hoạt động gì ở đảo Nam Mi Som, và đến đây mình có thể tham gia, mình có thể giải trí được những cái trò chơi như thế nào nha mọi người. Cái lối đi á mọi người, ở trên đầu này mọi người thấy không, như cái là tối đây là họ mở đèn rất là đẹp nha mọi người. Đây. Đây là cái rừng cây rất là nổi tiếng ở đảo Nam Mi Som nha mọi người. Rừng cây Inthen Namu với Sonamu nè mọi người. Lá bây giờ cũng chưa có đổi màu nhiều ha mọi người ha. Đây mình vào đây mình có thể thuê xe đạp mình chạy vòng vòng như thế này. Bên góc bên đây là Sonamu, còn góc bên kia là Inthen Namu. Đây bên tay phải của mình là lá này là lá bắt đầu đổi màu nè mọi người, thấy đẹp không? Lá màu vàng cũng có, lá màu đỏ cũng có nè mọi người. Đảo Nam Mi Som này thì nó nổi tiếng cho cái một bộ phim của Hàn Quốc đó mọi người. Bộ phim tựa là gì ta, Chuyện Tình Mùa Đông phải không mọi người. Thì cho nên ở đây nó có triển lãm một số cái tên và một số cái cờ của các nước ở châu Á nè mọi người, thấy không? Đó. Kiếm coi có cờ Việt Nam của mình không? Đây. Đây là cờ Việt Nam của mình nè mọi người ơi, xin chào. Họ triển lãm cờ như thế này. Chào đón các bạn trên thế giới đến tham quan đảo Nam Mi Som. Bây giờ thì ở đảo Nam Mi Som á mọi người, từ thứ sáu cho đến chủ nhật đó có cái tổ chức cái lễ hội mà múa nhạc cụ dân tộc đó mọi người. Đó bây giờ mình đang đi đến cái chỗ biểu diễn nha mọi người. Mình sẽ review một chút xíu cái kiểu múa mà gọi là Samunori đó mọi người, tiếng Hàn nữa mình biết. Việc mình không biết là cái gì hết á. Thì mình sẽ review một chút xíu cho mọi người coi. Cái con đường trước mắt của mình là đẹp không mọi người? Cái con đường này mọi người thấy không, ở trên nó có treo những cái bóng đèn màu trắng đó mọi người, vào buổi chiều á họ sẽ mở đèn lên rất là tuyệt vời luôn. Ở đây cũng có rất là nhiều cái động vật hoang dại nghe mọi người. Đây trước mặt mình là con sóc nè mọi người, thấy không, nó chạy nè đó. Ừ. Mua thả làm chi mạnh nè vợ kìa. Nếu như mà mọi người đến đảo Nam Mi Som á mọi người, nên sử dụng là đặt vé trên những cái app á mọi người. Mình đặt vé vào cổng cũng trên những cái app luôn. Cái gì thì mọi người sẽ không cần phải xếp hàng mà đứng chờ mua vé. Giống như hồi nãy mình chích cái code thừa bằng cái điện thoại đó mọi người. Đó, lên trên mạng kiếm vé mua vừa được giảm giá mà là không phải mà mất thời gian mà chờ đợi xếp hàng nữa. Đây là cái chỗ để cho mình trải nghiệm làm cái gốm của Hàn Quốc đó mọi người. Đây. Để mình quay sơ cho mọi người xem. Đây là chỗ để mà chơi hôm nè mọi người. Đây là cái các cái loại đồ gốm của Hàn Quốc nha mọi người. Mọi người có thể đến đây mọi người làm thử nè, nó gọi là chơi hôm á. Đây. Mình làm ra những cái chén, những cái ly như thế này. Cái bình trà như vậy là Shipmanon đó mọi người. Còn cái ly này là Manochonon là 15.000. Còn đây là những cái dĩa đó. Nó hình cái nón nè mọi người thấy không? Đây là những cái nón. Đây. Cái này mình vẽ hình lên đây nè mọi người. Mình trả tiền mình vẽ hình lên đây mình đem về. 이렇게 그림이 얼마나 받대요? 만 원이요. 만 원 이거 가지고 cái này vẽ hình lên đây vậy là 10.000 tiền Hàn nha mọi người, là khoảng 200.000 của mình nè. Này 10.000 won. Mình sẽ cho mọi người coi cái cách làm. Cái cách làm đồ gốm sứ, nắng gốm sứ của Hàn Quốc nha mọi người. Cái này là cô giáo đang dạy cho người ta làm. Nè. Ừ, 있지요, 화장실에.
Lấy tay vào nhẹ nhẹ thôi mọi người. Cái này là sau khi ấy xong rồi người ta sẽ nướng nha mọi người. Và nó sẽ ra thành những cái khúc như vậy nè. Đó. Cái này là bắt đầu tạo dáng cho nó nè. Xin kia ta, cái kia vô nè. Bây giờ là lấy ra nè mọi người. Xong rồi đó. Wow. 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 가져가셔도 되는데 완성은 안 되는 거예요. 굽지는 못해서 가져가시면 흑채로 가져가시는 거예요. 아. Cái đó mình làm xong á mọi người, mình để khô mình đem về mọi người, nhưng mà chưa có là hoàn thành hết á mọi người. Tại vì nó phải nướng nữa, bỏ vô lò nướng nữa, xong thì nó là hoàn thành cái một cái sản phẩm. Thì để cho tụi nhỏ nó trải nghiệm thôi mọi người ơi. Những cái người cái đoàn biểu diễn nhạc truyền thống nè mọi người. Mình đến muộn thì họ đã diễn xong, họ đi ra rồi. Chắc có thể một hồi họ sẽ diễn thêm. Đây, ở đây cũng có chỗ cho mình đi xe đạp trên không nè mọi người. Đây mình sẽ có thể đi xe đạp vòng vòng như thế này, nhẹ nhẹ từ từ. Còn ở chính giữa đây thì mọi người thấy không? Đây là cái chỗ để cho tụi em chơi nè, playground nè. Đây là cái chỗ để người ta mình coi kỷ niệm cái bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc này mọi người, Chuyện Tình Mùa Đông. Đây người ta triển lãm những cái bức hình như thế này. Bộ phim này của Hàn Quốc nổi tiếng vào thời đó thật ha mọi người. Và từ đó thì cái đảo Nam Misom này cũng được biết đến trên thế giới luôn. Hay như thế này. Ra đến đây người ta ký tên lưu niệm nè mọi người. Cái bộ phim đó tên tiếng Hàn đó là Khô Dọn Ca nha mọi người. Đây China rồi ôi đủ thứ nước hết trơn đến đây. Đây trước mặt mình mọi người thấy không mọi người, người ta để một cái hình thật là to như thế này là cái tảng đá, băng đá cho mình ngồi chụp hình làm kỷ niệm nè mọi người. Đẹp không? Khung cảnh ở đảo Nam Misom này thật là tuyệt vời nha mọi người. Cho nên là nếu mà đến Hàn Quốc chơi á, tham quan á, thì mọi người cũng dành thời gian đến đây tham quan một lần cho biết. Và đây bây giờ trước mặt của mình mọi người là người ta trưng bày triển lãm các cái sản phẩm truyền thống đó mọi người. Cái này là những cái mặt hàng nhuộm, nhuộm thủ công á mọi người. Tiếng Hàn á, nó gọi là chonyon, nhuộm xét là nhuộm mà nhuộm bằng những cái màu sắc tự nhiên á mọi người, chứ không phải bằng là cái chất hóa học. Đây nó có bao gồm khẩu trang nè, nón và các cái loại khăn quàng cổ, còn là những cái màu sắc tự nhiên nè. Còn bên đây, đây là trái hồng của Hàn Quốc nè mọi người. Ở đây thì người ta bán các cái loại hồng, hồng khô. Hồng khô của Hàn Quốc cũng rất nổi tiếng đó mọi người. Đây là các cái loại hồng khô. Cái này là 한 박스 얼마예요, 사장님?
지금 25,000원에 25,000원요? 네, 정리하고 나가려고. 그 hộp này là 25.000 tiền hàng nha mọi người. Bên đây thì bán các cái loại ở đây thì bán các cái loại thuốc thuốc nam đồ, những cái cây mà thảo dược đó mọi người đó. Hàn Quốc cũng dùng các loại cây đồ thảo dược, đồ nấu trà, đồ nấu nước uống đồ rất là nhiều nha mọi người. Còn ở đây là họ bán các loại bánh tóc của Hàn Quốc nè mọi người. Cái này ở trong này nó là nhân đậu đỏ, còn cái này là nó là nếp nha mọi người. Nó gọi là chắp xa tóc đó mọi người, ở trong là nhân đậu đỏ, ngọt ngọt vậy thôi. Xin căng trời á. Cái này là trà gừng nha mọi người ơi. Cái trà gừng mình thường nấu với mật ong á mọi người, uống vào mùa đông nó tốt lắm. Thơm quá. Ở đây thì bán các cái loại nhân sâm nè mọi người. Cái này yến sâm xe sắc hiểu? Yến sâm xe sắc hiểu? Yến sâm xe sắc hiểu? Yến sâm à, san sâm. Cái này là sâm trên núi nè mọi người. San yang sâm, san yang sâm chế biến cái là sâm mà người ta ấy trên núi sâm tự nhiên đó mọi người, chứ không phải là sâm nuôi ha mọi người. Ý đứa cái ổ mai rồi sao chẳng nhiêu? 3만 원. 3만 원. Cái đó là 30.000 một hộp nha mọi người. Đây là cái quán người ta bán cái bánh hải sản chiên của Hàn Quốc đó mọi người, mình có thể lên đây mình gọi và mình ngồi mình ăn ha mọi người, mình uống với rượu gạo. Còn chỗ này thì là người ta bán bánh nha mọi người. Đây mình dẫn mọi người vào thơ xem như thế nào. Mẹ, chúng để cho chúng ta thử cho tôi. Một cái là 1.000 à mọi người. Bánh này bánh người ta bánh bao hấp nha mọi người, người ta hấp nhưng mà ta hấp bằng lửa củi á mọi người. Đây như thế này bỏ vô. Cái lò củi này á mọi người là một cái hình thức lò củi truyền thống của Hàn Quốc nha mọi người. Nó gọi là kamasot đó mọi người. Ngày xưa thì người ta dùng cái này người ta nấu ăn không à. Nói chung là khi đến đây thì người ta sẽ có một số cái triển lãm trưng bày để cho mình biết là cái nét truyền thống của Hàn Quốc nha mọi người. Còn ở bãi cỏ đây nè mọi người, người ta triển lãm cho mình coi các cái hoạt động truyền thống á mọi người của Hàn Quốc nè mọi người. Thấy không? Để cho người ta đến người ta tham quan. Đây nguyên một cái quảng trường này, những cái hình nộm nè mọi người thấy không? Đây là cái máy cắt cỏ quá ta. Cái máy cắt cỏ nè mọi người, như thế này. Người ta tái hiện lại cái hiện trường ngày xưa cho mình tham quan. Mọi người thấy cái lá nó đổi màu đẹp không mọi người? Tuyệt vời đúng không? Bên đây là lá đỏ, còn bên kia là lá vàng đó mọi người. Dần dần nó chuyển qua màu nè. Đây là trên đường mình dẫn Chiwon đi đến cái chỗ để mình đi xe lửa để mình tham quan một vòng ở đảo Namisom này nha mọi người.
Mình và Chi Won đang chờ xe lửa đến nha mọi người. Mình sẽ đi xe lửa này, mình đi ra cái chỗ mình đón tàu mình về đất liền nha mọi người ơi. Cái vé xe lửa này là một người là 3.000 nha mọi người. Mình có thể đón đi đến chỗ mình đi tàu. Chúng mình nghe. Chị kia tay rồi, mà đâu khai ra gì? Ồ, à cả 5 phút mà chứ tiếp. Nè, cảm xanh đi ta. Một người là 3.000, hai mẹ con mình là 6.000 nha mọi người. Mình sẽ đi cái xe lửa này, mình đi ra ngoài cái chỗ mình đón tàu mọi người ơi. Giờ lên đường nè. Bây giờ mời mọi người đi xe lửa cùng với mẹ con nhà mình đi tham quan một vòng ở đảo Namisom. Rồi mình sẽ đi đến cái chỗ đón tàu mình đi về nha mọi người ơi. Bấm đăng ký và like ủng hộ cho kênh GTV của nhà mình nha mọi người ơi. Bye bye con. Bye.